Hello my friend and welcome to the game 11F my friend. Super Som Neighbor my friend. Tôi chết tôi rồi. Đừng nói đây là mấy con quái trong game này nha. Giải phóng miền Nam, bộ đội ta tiến quân trở về. Giữa mùa gì đó nở. Mình không có thuộc lời mấy friend ơi. Ngheo ngheo ngheo. Tiếng con nít đang chơi đùa mấy friend. Vào phá nào, con nít đang có kẹo không? Để chú vào giật. Ôi mấy đứa chơi này nguy hiểm lắm. Chú không chơi đâu. Cái gì mà có lồng sắt, có mấy con gấu bông bị nhốt trong mấy cái đó. Cái gì đây? Vừa rồi mình tưởng mình dậm chân về nó rồi chứ. Mình tưởng nó teleport xong nó lấy cái mông của nó đè lên cái chân của mình. Ủa? Cửa mở mà. Mình có thể tự do ra ngoài mà đúng không? Đúng vậy. Đâu ai nhốt mình đâu. Cho nên mình lại tiếp tục đi vào mày với anh. Mình cứ tưởng là mình bị nhốt rồi chứ. Không nhốt thì được. Không nhốt thì mình mới chơi được. Phải để cho mình có sự lựa chọn đấy không? Mình không thích cuộc sống này bị kiểu như là gò bó ép buộc. Phải có phương án A, phương án B, phương án C, D, E, F, G, H, I, Z mày với anh. Cái gì đây? Green Docky. Ôi. Này mình biết đâu. Bốn mật mã lận. Bốn số lận. Có con gấu kìa dễ thương vậy. Mật mã là gì mấy friend? Thì mình mới đi ai lại chơi hỏi thế? Thì mình hỏi cho vui mà. Mình hỏi xem mấy friend có thấy mật khẩu chưa? Chứ ai lại... Thì mình mới nhảy lên mấy nhịp. Ý là xinh quá mấy friend. Body chuẩn dáng quá nên mình hơi sợ. Mới lại tự dưng con này đứng đây mà lại sáng thế. Trong khi chẳng có cái đèn nào đây hết. Nó hơi vô lý mấy friend. Hiện tượng nó không có được tự nhiên lắm. Vãi cứt lại còn tăng điểm nữa chứ. Thôi bỏ đây, phòng này mình không vào đâu mấy friend. Sao tự dưng cúp điện rồi? Ủa cái tự dưng đèn pin mình hư rồi. Ờ cái tắt đèn đi. Trở lại tâm trí tôi đây á. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Gì đây? Who there? Đèn pin hư rồi, hết pin rồi chứ. Nhà này đèn đóm kiểu gì vậy? What the fuck? Mình đi đường mới đến đây. Ai có đèn pin không chạy vào đây cho mình mượn nhé. Cho luôn khẩu súng nữa thì càng tốt. Thank you. Cảm ơn vì hai chiếc chìa khóa đỏ và xanh nha. Bạn có đòi gì trở lại không đây? Trên đời này không có gì là miễn phí mấy friend ạ. Nếu như nó cho mấy fan một cái gì đó chắc chắn nó sẽ đòi mấy fan gọi là chơi liên quân hoặc là chơi PUBG Mobile. Cho nên mấy fan phải cảnh giác với hai cái chìa khóa đỏ xanh này. Mát tiếng bước chân này đấy. Khả năng cao là đòi chơi PUBG Mobile rồi đấy. Không biết. Không biết được. Vô đây thì lại có đèn pin. Thế thì mình không sợ nữa. Chào các bạn mà đang canh. Các bạn như chúng ta đã có một bữa tiệc ở đây nhỉ. Hy vọng đây là một bữa tiệc lành mạnh, không có thác loạn. Mình vào đây để lấy chìa khóa thôi. Hy vọng các bạn không phiền thế. Cái gì đây nhỉ? Cái gì đây? It's me, here Johnny. It's me, my name is Johnny. Fuck are you, fuck are you. Here come Johnny. Fuck are you. Fuck are you too. Fuck are you three. Fuck are you all. Nya, 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 nya. Không hai không một. Con cá nó có hiện con số kìa. Kaboom. Vừng ơi mở ra, đằng sau có ai không ta? Đi vào đây rồi nhìn lại. Nobody. Chỉ có đỏ mày friend. The fuck. Cái gì đấy? Cái gì mà đi vào đấy? Mình không tò mò đâu. Ôi,
mình tưởng là ảo giác chứ hóa ra có thật à. Tò mò không? Tò mò thì mình thỏa mãn trí tò mò của mấy fan nha. Mình quên mất rồi. Ba đứa nhỏ này muốn cái gì quên mất rồi. Tạm thời nó chưa làm gì mình nên là mình cũng không làm gì được nó hết. Mình xin phép được đứng im mình nên cho thời gian ngưng động lại. Do you want candy? Mấy đứa muốn kẹo không? Chú không có đâu. Chú có mấy cái chìa khóa này có lấy không? Chú mày dư nhiều chìa khóa lắm. Mỗi cháu lấy một cái nha. Không tránh đường sao chú đi được. Dưới đất có cái gì đâu. What? Hello mấy cháu. Mấy cháu đi đâu đấy? Chú đang bận lắm. Chú đang mắc đái. Chú đang định đái vào cái quỷ này. Nếu như các cháu có thể quay mặt đi thì chú sẽ biết ơn biết mấy. Các cháu thấy sao nào? Thỏa thuận chứ? Thế thì thôi, để cho chú tìm nhà vệ sinh đi. Nếu như không muốn chú làm cái hành động phản cảm như vậy, mấy cháu có thể bước ra được không? Alo. Chú muốn đi vệ sinh. Chú mắc đứa quá. Mấy cháu có nghe chú nói gì không? Mấy cháu này lạ nha. Game này không có súng giống game trước em. Mình chích đạn lên 69 viên mình bắn chết cha từ này đi. Bật đèn nếu biết. Nếu hu. Nhật mình không? Chạy ú hòa với tụi nó mà phải đèn. Ú hòa. Mình đang định đóng cái cửa này để cho bọn nó bị bức. Ai ngờ nó chạy mất. Đúng là mấy cháu này. Mấy cháu chơi đâu đi. Cháu nó game mấy friend. Cháu nó này giờ xuất hiện trong hướng dẫn game nhưng mà chưa thấy cháu nó ngoài game ngoài đời. Cháu Kevin, cháu 11 tuổi. Cháu nó thích gọi là cái baseball, có nghĩa là cái bóng chày ấy. Cháu không thích nói dối đâu. Cháu gọi là hay ngồi ngay cầu thang và cháu cũng muốn một trái bóng nha mấy friend. Cháu nó thích một trái bóng hả? Không cho cháu bóng thì sao? Cháu đánh chú à? À, cháu nó không cho mình qua đây chứ cháu là gì em đánh chú. Từng 4 rồi. Nhạc nghe ghê quá. Nhạc vui lên đi cháu. Nay lễ mà cháu mở mấy cái nhạc ảm đạm quá. Chú kiếm bóng. Bóng đây cháu ơi, bóng đây. Bóng nè. Bóng cười nè. Xin lỗi tay chú hơi run. Dạ, chú chưa tiếp xúc với người như cháu bao giờ cả. Bóng nè. Chụp đi. Chết cha này, bóng bay qua người cháu rồi kìa. Thế nào cháu nó mới hài lòng? Hay là chọi cái bóng vào đầu cháu? Ăn đi cháu. Có cái rổ nó chú mày ném cho. Bóng nè. Ủa cháu làm tròn con bò gì vậy? Có người ốm trong này nha mấy friend. Có một bà già bị ốm trong này nha mấy friend. Làm ơn đừng gây ra tiếng động nha mấy friend. Mắc gì mình vào đây vậy? Có cái gì trong này không? Mình tự nhiên cầm trái bóng vào đây chi vậy? She is coming.
Mình đang chôn chân. Come on, come on, turn the radio on. Coi nào, mở cái đài lên đi, my friend. Tưởng như chó vậy. Bóng của mình đâu rồi? Cô dễ bật đèn lên cái cháu tìm lại quả bóng của cháu cái. Cháu lỡ tay làm rơi quả bóng đây rồi. Cô dễ ơi, nhà mình có điện không? Cô này 76 tuổi rồi đấy mấy bên này. Ý là cô này có bị mù không ta? Mong là cô mù rồi. Nói ra hơi ác mồm nhưng mà hy vọng là cháu bò ra đây cô không thấy cháu đâu ghé. Kẹt cái gì vậy? Thằng nào làm nhà mất dạy vậy tự dưng lòi ra cục này làm gì? May quá. Cô đang cạ cái bờ tường, cô không biết mình đi ngang qua mày đen. Cảm ơn cô. Ngàn lần đội ơn cô, tí nữa cho cháu kiếm lại cái bóng này là được. Chỉ xin từng đó thôi, không xin nhiều mày đen. Chào mừng mày đen đến với căn bếp của một cô nhà 76 tuổi bị mù mày đen. Grandma Rumki. Chìa khóa của bà ngoại. Chạy nhanh đấy. Mình vô mượn mấy ảnh của anh này cái. Sao nhiều thằng vậy? Nó không nói là nó có anh em với nó. Mình đâu có biết. I will speed run. I will speed run. Này đứng đây thằng chụp đây này sao chơi nổi. Wow. Ai khóc đấy? Đừng, đêm rồi, khuya rồi. Ôi vãi cứt, ôi vãi cứt. Thank you, đợi phải chạy về. Sao ngoài này tối thế? Ừ, ai ẻ mới dội nước đấy. Xin lỗi để làm phiền bên mình cũng đang mắc. Người đâu rồi? Thank you. Có biết lịch sự là gì không? Có biết không gian riêng tư là gì không? Được rồi, đó mấy đứa. Wait, what? Nên đâu phải mang nó cánh. Bọn này nhìn như thật ý. Con cái đứng chữ T này kìa, nó bắt dậy. Vào thế ba lê con nào. Chuẩn bị múa cho các bạn các một bài đi. Đúng rồi, chơi game kinh dị này giờ đã căng thẳng rồi mấy friend. Đúng rồi, đã đến lúc mình biểu diễn văn nghệ. Đúng rồi, chính xác. Chúc mấy friend tới đây ngủ ngon nha. Ngủ được thì ngủ, mà không ngủ được thì thôi đừng có trách mình nha mấy friend. Xong cười nữa. Nụ cười đẹp quá. Hết cười rồi kìa. Lúc cười còn xinh, bây giờ không cười nữa, gớm quá.